Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một game nữa, đây là game Pokemon. Pokemon Blue là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn con Pokemon chính chúng ta. Đây là Pokemon Blue SSR và thứ hai là Charmander. Không đặc biệt siêu đốt giảm thú. Blue là không đặc biệt sinh độc dữ liệu và em rùa chúng ta không đặc biệt thiên tăng thú. Chúng ta sẽ chọn một bạn ở đấy. Chọn là chọn này hiệu ok. Đó, đây là không gian của chúng ta, đây là nồng và đầu tiên khu vực một của chúng ta, một chương 242 là phần thám hiểm và chiến mắc ra đầu tiên là trận 1-1 đối chiến ok. Đó, chọn là Pokemon ra xuất chiến ok. Trận đầu tiên chúng ta sẽ đánh với gì đây? Chúng ta đã đầy pin rồi. Thu phục được vô kích vô mộ. Chấm 2 siêu chiến đánh nhau với đại chim cho bạn mới là xuất chiến này ok đứng sau siêu chiến à đây chấm 2 chim được nữa một lần nó sẽ chia tay rồi cùng kia mặt trời hiệu đi đã màn đã thu phục được thêm Aboto không chỉ nhậu và tấm xuyên tăng như vào 4 tiếp tục đi vào đầu khá dễ dàng. Ngoài ra ưu kiến 3 đấu với 3 rồi tự động chiến đấu luôn cho nhanh trời một ngon gì đây. Ồ, quá đẹp luôn. Ông thích, ông bắt tay. Chưa đốt. Ok, đã chiến thắng. Trở về căn cứ. Ok, ngon. Tăng cấp. Tiếp tục. Mình chưa được mở khóa như thế này. Được chiến này. Đang để chủ động. Đã chết một tên. Băng hóa chưa đốt vẫn chưa chết sau bữa này nó đánh hỗn loạn ôi đánh chửi đánh quân ta ôi à đi hỗn loạn là chửi đánh quân ta nguy hiểm quá con Pokemon bướm vừa nãy nó có đi hỗn loạn
chúng ta tiếp tục quay lại con gà. Ok, đang có Pokemon ở giữa. À, trải qua vật thể cường hóa 10 lần. Ok, cường hóa tiếp như chiến. Bồi dưỡng Pokemon của mình nhé. Mình đã cộng tất cả Pokemon của mình lên như là 7. Ba đạo mà ăn cướp. Ok, ăn cướp. Chưa mộ xem là chưa mộ được những Pokemon nào. Mười lần chưa mộ. Nhất nhất là Dầm Virado. Nhất nhất là tiếp theo. Ui, chỗ mọi người đó. Ngon chết. Ok.
mình đã mở thêm được một 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 ô nữa rồi. Bốn tim bình hồn, wow, yeah, một tim đã chết rồi, wow, quá mạnh. Một tim, một chết, đai luôn. Cấp 12 rồi. Qua một ái nữa là sẽ nhận quà của chuyến chính. Ok, sai chiến. Rồi, một team gần chết luôn. Búp máu. Một team búp máu đến từ đội gia đình. Thiên thần dòng xanh. Ok, đến thành phố Tokiwa. Ok, mình đã đã xong được thị trấn Masana.